mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là chọc bóng lấy lì xì. Đây cũng là phần thưởng Tết của chúng mình đấy. Thể lệ trò chơi như sau: chúng mình sẽ bốc thăm ở trong cái hộp này, bốc được số nào thì chúng mình sẽ phải ở dưới quả bóng ấy chọc lên. Có phần thưởng mà cũng có chướng ngại vật đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu nhá. Các bạn hãy xem đến cuối video xem chúng mình sẽ nhận được phần thưởng như thế nào nha. Let's go. Đây nè các bạn ơi, đây chính là chướng ngại vật ở trong quả bóng đó. Và ở trong này cũng có lì xì đấy các bạn ạ. Trời ơi, không biết chúng mình có ai gặp may mắn không. Bây giờ chúng mình sẽ quản tu xì nha. Nào, quản tu xì ra cái gì, ra cái này. Tú là người cuối cùng. Nào, quản tu xì ra cái gì, ra cái này. Quản tu xì ra cái gì, ra cái này. Mình là người bước trước à. Xin mời. Cái này đi. Số 2 các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ tìm quả bóng số 2 nha. Số 2. Đây rồi. Số 2 đây các bạn ạ. Trời ơi, không biết ở trong có cái gì mà nặng trình trịch đi các bạn ạ. Không biết may mắn hay xui xẻo đây. Bây giờ mình sẽ chọc nha. Chọc đi, ngồi xuống chọc đi, ngồi xuống chọc đi. 1, 2. Nào, 1, 2. Dày quá. 1, 2, 2. Oh no. Mừng tuổi năm mới rồi mà cũng may đấy, hôm nay trời nắng mát hết cả người. Trời, xoáy xoáy có xoáy được không? Đây mẹ xoáy chưa, cầm lấy mẹ, bốc đi bốc đi. Mẹ của Lộc sẽ bốc màu hồng cho may mắn nha. Màu hồng may mắn. Xem số mấy đây. 10. Xem quả bóng số 10 đâu ta? Số 10 đấy. Đâu? Cái kia. Đâu? Đây. Đây phải không? Phải. À, à, số 10. Quả bóng số 10. Phần thưởng cũng ở bên trong này. Wow, cầm đấy. Số 10. 1, 2, 3. Số mấy? Số 4. Số 4 là đâu? Quả bóng số 4. Số 4 đâu? Số 4 đâu? Xem cái này số mấy hay số 4? Ở đây, số 4 đây. À đây, số 4 đây. Và trong đó đã có phần thưởng đấy rồi. Lại túi chọc đi. Không có cái gì trong đây. May mắn. Mình sẽ được may mắn. Ok.
Số này đi. Số mấy? Số 1. Oh my god. Trời ơi, quả to chưa? Wow. Bên trong cũng có phần thưởng và cái thứ gì đây? Các bạn ơi, có biết là may mắn hay xui xẻo đây? Mình chọn vào quả to nhất và cũng có chướng ngại vật bên trong. Mình sợ quá. Nhưng mà mình phải quyết tâm. Đã chơi là phải chịu, đã chịu là phải chơi. Bây giờ mình sẽ chọn nhá. Cố lên, cố lên. xin chúc mừng Ngọc, xin chúc mừng. Wow, hóa ra không phải nước mà là bột các bạn ạ. Lần đầu tiên mình được tuyệt rồi, mình được Ngọc tuyệt rồi mọi người. Phần thưởng đâu? Phần thưởng đây. Đều được 500k. Thế là Lộc hai quả đã được 1 triệu rồi nha. Bây giờ đến mẹ. Các bạn ơi, là mình không tham gia nhưng vẫn bị. Vậy là mình cũng được hưởng thụ với quả bóng của Dương này. Được, không sao. Bây giờ ôi thôi, lần này mẹ của Lộc phải trúng tờ 500 nhá. Nãy phiếu loại rồi đúng không? Giờ lấy phiếu xanh. Xanh cho nó may mắn. Số mấy đây? Số 3. Số 3 đây. Oh no. Oh my god. Ở bên trong cũng thấy trướng vật rồi. 100.000. Không. Wow, đúng rồi. Đây mẹ chọn đi. 1, 2. Wow, hai quả đều bị trúng nước, đều có nước trong đó. Một quả thì 20k và một quả 100k. Tiền thưởng đâu? Giải thưởng 100k. Cũng có rất là ít nước. Rất là mừng. Và bây giờ sẽ đến Tú. Cố lên Tú ơi. Cố lên mà lấy phần thưởng của mình. Đây, chọn đi. Lấy màu gì? Hồng đi. Màu hồng. Màu hồng rất là may mắn nha. 11. Đi tìm quả bóng số 11. Ở đâu kia? Kìa. Chọc đi. Cố lên. Chọc vào quả bóng ấy. May mắn các bạn ạ. Và cũng rất là đen đủi. Không biết là số là bao nhiêu tiền đây. Đây. Cố lên. Cố lên. Cố lên.
đúng. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. À, tóc bà trắng mà trắng như mây. Phần thưởng đâu? Mà các bạn ơi, hôm nay là ngày gì không biết. Wow. 100.000. 100.000. 100k. Chỉ thiếu có 400.000 thôi là bằng các bạn khác rồi nhé. Xin chúc mừng, chúc mừng. Bây giờ đến lần mẹ nha. Để chị giúp con, để chị giúp. Đây. Mẹ ơi. Màu hồng đi. Màu hồng này. Số mấy đây? Số 9. Số 9 không? À, đây. Số... À, đây. Số 9 các bạn ơi, số 9 ở bên trong toàn là chứa ngại vật thôi. Phần thưởng có bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mình cũng phải cố gắng để lấy phần thưởng của mình. Mẹ ơi, cố lên. Bây giờ các bạn xem trong đó là bao nhiêu tiền nha. Cố lên, cố lên. Oh no. Wow, tiền đâu, phần thưởng đâu? Ôi, ôi trời ơi. Phần thưởng của tôi ơi, 100k các bạn ơi. Chúc mừng mẹ. Bây giờ đến bạn là phân nhỉ. Rồi. Màu gì, đây. Màu gì, màu gì. Màu gì đấy. Số mấy, số mấy, số mấy. Số mấy. Số 7. Số 7 đâu vậy? Số 7 đây. À, đúng rồi, số 7 đây. À, cao quá. À, số 7 đây. Thẳng tay, chạy tay, chọc như này. Rồi, nào. Tú ơi, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Đến lượt mình còn hai phiếu rồi. Dễ chọn. Lấy màu gì? Mình làm thích màu xanh. Wow, màu xanh. Dương là nào cũng chọn màu xanh nha. Màu xanh cho may mắn các bạn ạ. Thì nãy giờ mấy? Mình toàn màu xanh thôi. Số mấy? Số 6. Số 6 đây. Yeah. Số 6. Lần này không có một rồi. Hãy subscribe.
được bao nhiêu? Được bao nhiêu? 100, 150.000, 170.000, 180.000 là phần thưởng của Tú. Tiền các bạn ơi, mình được 1.600.000. Wow, xin chúc mừng Lộc nha. Còn bây giờ của mẹ Lộc đây, các em đếm hộ xem mẹ Lộc được bao nhiêu nha. 220.000. Vậy là mình là người chiến thắng và được lì xì nhiều nhất. Yeah, năm mới đến rồi, mình chúc tất cả các bạn an khang thịnh vượng.